Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, update cho các bạn cái dự án SunSwap. Đây là một cái dự án mà trước đây đã hướng dẫn các bạn tham gia testnet cũng như là chúng ta tham gia ở trên Crew 3 để chúng ta kiếm XP đổi token. Thì bạn nào mà đã làm theo mình cái dự án này thì các bạn check xem là có bao nhiêu token để claim nhé. Dự án này đã cho claim và đã list ở trên Bitmart cũng như là sàn MaxClover. Nếu các bạn ấn vào link ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm, chúng ta sẽ connect đến ví MetaMask của mình nhé. Chúng ta chuyển sang mạng Ethereum mọi người nhé. Ở đây thì mình có tổng là khoảng hơn 5.000 và được claim một nửa 50%. Còn 50% nữa thì sẽ khóa trong vòng 3 tháng mọi người nhé. 3 tháng sau mới được rút cái này. Đấy, coi như là mở được bằng 2.600. Thì bạn nào đã làm theo mình cái dự án này thì các bạn check ví và check link ở bên dưới nhé. Tiếp theo nữa, cái dự án này thì có lên CoinMarketCap cũng như là list ở trên sàn Max và Bitmax. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn list ở lên sàn MaxClover nhé. Các bạn phải có một tài khoản ở trên sàn Max, sau đấy thì mọi người ấn vào Overview. Giá cũng thấp lắm mọi người, một đồng tương đương với khoảng 0,026 đô la thôi. Đấy, các bạn sẽ ấn vào Deposit, mọi người chọn cho mình Sun Swap. Xanh ở đây thì nó có mỗi cái mạng ERC20 thôi. Các bạn ấn vào đây một phát thì nó sẽ hiện cái ví ở đây lên. Rồi thì chúng ta sẽ khi mà claim xong thì mọi người sẽ vào đây để check contract nhé. Nếu mọi người nói chung là claim thì phí thì vẫn là phí ETH mọi người nhé, mất là khoảng 6 đô gì đấy mọi người ạ. Đấy, mất khoảng 6 đô phí đấy mọi người. Đấy, được có mấy chục đô thì đã mất mất 6 đô phí rồi. Đấy, mọi người ấn vào sun này. Đây, chúng ta copy lấy ví, lấy contract nhé. Copy contract lên ví này. Mọi người ấn vào tài sản. Ở dưới mọi người ấn vào nhập. Ấn vào tùy chỉnh. Dán contract vào đây và ấn vào thêm token nhé. Đấy, thêm token xong thì các bạn thấy nó hiện ở đây này. Thì chúng ta quay lại đây, copy ví này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào ví của mình. Kéo xuống dưới, ấn vào đây, ấn vào gửi. Chuyển lên. Đấy, các bạn tối đa nhé. Đấy, sau đấy các bạn qua tiếp theo. Đấy, thì chúng ta ấn thêm, gửi thêm một ít phí nhé. Cái gas ước tính này nó tính lung tung lắm, có lúc thì nó tính đúng, nó có lúc nó tính không đúng. Đấy, gạt 5 đô nó là mất 10 đô rồi mọi người ạ. Trời ơi, chờ nó rẻ rẻ mới gửi nha. Rồi, coi như là chúng ta mất khoảng 10 đô phí. Đấy. Các bạn nào mà đã làm theo mình cái dự án này thì mọi người check nhé. Tại vì là cũng thấy nó phí nó cao quá cũng sợ. Được 20-30 đô thì phí mất 10 đô rồi mọi người ạ. Đấy, thì mình sẽ để link ở bên dưới video phần mô tả và phần hiển thị thêm cho các bạn cùng claim cái dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram cũng như là kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.